Xin chào các bạn, mình là Niếm. Mai cuối tuần rồi, mình đi gã chung với em Michael nè. Các bạn cùng đi gã chung với mình nhé. Let's go. Em Michael, chào các bạn đi nào. Mình đang nghỉ hè, mình đi học tiếng Anh, tiếng Việt, học ở nhà nữa. Ngoài giờ rảnh mình chơi với em và đạp xe đi hóng mát. Các bạn thì sao? Các bạn làm những cái gì? Không tan ngủ em chơi, em sắp không đi chơi chung với mình. Con mình với em Michael thôi. Ở đây có trường mầm non nữa các bạn nè. Này có nhiều mầm non lắm nha các bạn nhé. Chị em mình đứng lại tạo dáng chụp hình thôi. Mình vào khu vui chơi đồ màu nhé. Ở đây có anh chị chơi bóng cổ nè. Mệt quá mình nghỉ uống nước thôi. Để chị hôm cái coi. Giờ mình hái hoa tặng mẹ và em nhé. Ba nữa. Đưa chị bằng cái coi. Có nhà hàng nữa nè. Đây có trường mầm non nữa nè. Mình dừng lại đây để chơi với mấy cô đã.
bạn ơi. Các bạn ơi, bạn ấy chơi với mình nè. Tối thôi, mình sẽ về thôi. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé.